À đây rồi. Cô vào đây cô. Đây. Vâng. À đây này. À cứu đây. Ừ. Lặp lại. Nó hạ thấp Được không? Tối quay được. Vâng, cũng không có thôi được. Mọi người vẫy tay đang quay. Vẫy tay gì nào. Đoàn rất dâu chuẩn bị. Đừng quay vào mẹ nhé. Anh đẩy tạm ra để cho hai kiểu giữa chưa? Không phải hai hai bên. Cần... Anh nên xin đấy ngủ được một giấc ạ. Cửa tối chút mình ngủ được trẻ đi. Anh ngồi cũng chưa với thằng Phong. Đi chơi về sau anh ngồi thằng Phong dậy chưa? Đây giữa là giữa. Phong say đi anh. Này đấy không? Đây là bố và thầy. Đứng đây bố à, không thấy ba em pha, không thấy em đây à. Em đây. Bố em ở nhà. Thiếu em đừng dán lên sợ. Vâng, đúng không nha. Gắn luôn nhé. Cái thứ xe bố vậy không? Đâu?
Thank you.
tôn trọng văn hóa của gia đình người ở trên sẽ trở thành với phòng mừng của gia đình để chính thức đi vào chương trình lễ hội đình cho bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ đây xin được trọng thiên mời với tập thể quý vị đại biểu các cụ hợp pháp và các đồng chí chúc các cầu thủ thành các chỉ cho bà con em và đặc biệt là đại biểu đoàn châu và gia đình của nhà trai họ ở ý từ xã xa xôi với khoảng cách địa hình thì giờ đây những tấm xưng đế cơn sầu an hỏi và xin cưới xin dâu đã được những chàng trai những thủ lĩnh của hai gia đình đã thân yêu và di chuyển trở về vòng quanh quả gia đình. Chúng tôi xin được chào đón các vị đại biểu đại diện cho song thân hai họ sẽ ngồi vào dây bàn số hai bên phía tay trái phần chúng tôi. Xin được thân quan chào đón các vị đại biểu là đại diện của hai bên gia đình hai dòng họ sẽ ngồi vào dây bàn số hai bên phía tay trái phần chúng tôi. Xin thân quan chào đón các thể quý vị duy trì và các bạn chúng ta tiếp tục trở về với dây bàn số hai bên phía tay và phía số một bên tay phải của ban tổ chức. Và xin được mời các em cùng một phần liên thân của gia đình là những chàng trai hay những cô gái, chúng ta sẽ di chuyển những tấm xin lễ cơ chủ văn hỏi xin cưới của gia đình nhà trai trở về hai chiếc bàn trước mặt là khu vực của gia đình để chúng ta sẽ cùng với hai bên gia đình chính thức đi vào chương trình câu chuyện trăm năm trong các trẻ cùng lan và những thành trẻ của sáng sớm ngày hôm nay. Xin được trân trọng và long trọng được ghi mời. Tiene azúcar.
nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu đón dâu của gia đình nhà trai với những tấm xính lễ cơ chầu on hỏi đã chính thức trở về với phòng mừng quà gia đình hoàn nhà gái trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Mời vào đây đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức thư khách quà gia đình xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu các cụ các bà các bậc cô xin chúc bác tổ mở kênh các chị các bạn cũng như đoàn đại biểu đón dâu của gia đình nhà trai một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng, kính chúc toàn thể quý vị bước sang năm mới năm 2021 mạnh khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng. Kính chúc toàn thể quý vị, đúng thật là hôm nay hoa hết nở đã gần ngày vui tới. Đó có vẻ ngày cưới quà tươi ta cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho những bạn trẻ tìm về nơi tổ mới, niềm vui son sắt đời chờ. Tháng năm mong đợi ngày về đoàn viên, tin vui thì đã bay khắp xóm làng, mà tin mừng giờ đây đã về tới họ hàng gần cũng như xa. Chim tung cánh thì nó tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười đóng đắng bình minh. Khi đôi bạn trẻ sánh vai đẹp đôi long phượng chúc bay một nhà, bà con cô bác gần xa đến mừng hạnh phúc tào tần cập kê, mừng cho xuyên thắm mã kỳ trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Tới đây chúng tôi xin được kính nhắc kính nhờ tới bộ phận đến tận quà gia đình là những chàng trai, những cô gái, em nào nhanh việc khéo lời, trà xanh thúc đẩy chúng ta xin bày hồi hơn, thuốc lá càng hút càng thơm, trà xanh càng uống càng thêm ngọt ngào tình quê hương. Xin được trân trọng trình lời quà gia đình đơn lời cho là sau Đình Lâm. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, quý chị, quý bạn trẻ chúng ta sẽ cùng nhau mời nước, mời thuốc, mời trà để bắt tổ chức lễ mừng cưới. Chúng tôi xin được phép bắt đầu kể từ đây. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, khách quý trân trọng và kính mến, khi mà từng đàn chim đang trao cánh huyền thanh trên bầu trời xanh thẳm của tổ quốc, khi hoa đào đã rực thắm, hoa mơ, hoa mận nở trắng cành, đất nước phô màu xanh, thì mừng tương lai và hoa hạnh phúc lứa đôi cùng thương nhau hé nở để báo hiệu rằng một năm đã qua đi và một năm mới năm 2021 đã về tới muôn nhà, về tới muôn người. Và rồi hôm nay thì đã có những hạt nắng, những ngọt gió, còn có cả những hạt sương đông ninh của những ngày đầu năm e ấp ban về. Đời rơi những bầy chim đang xíu xít tìm về nơi tổ mới, có tấm khi đô thánh thoát tỏa mùi thơm để rồi thúc giục những lứa đôi lại đi tìm hạnh phúc và tương lai. Thế rồi từ sóng xoáy ở làng trên đang dập dìu khóc hát, trẻ già trai gái thì đang háo hức hăng say, thì cũng là lúc thanh niên vì ta nam cũng như nữ này đang sống tới chăm lo để tính chuyện vuông tròn, là ngày vui lễ thành hôn, có lời ca, có tiếng hát còn đẹp hơn xuân về. Và kính thưa toàn thể quý vị, trải qua biết được tìm hiểu chín mùi của đôi bạn trẻ Đình Lan và Vũ Thành, được sự vun đắp tác hợp của hai bên gia đình, được sự công nhận cho phép của cơ quan chính quyền hai địa phương, thì ngày hôm nay với ngày 16 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 4 tháng 12 năm Canh Tý, là ngày lành, tháng tốt, ngày thăng long hoàng đạo mà hai bên gia đình chúng ta đã lựa chọn từ bấy lâu và long trọng tổ chức đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc trong năm cho đôi bạn trẻ Vũ Thành Sĩ Xuyên cùng với làng dân Đinh Năng chính thức lên xuân mai trúc, lên vợ thành chồng. Và với ngày vui trọng đại này thì với khoảng cách địa hình và khá là xa cũng như là theo phong tục truyền thống của chúng ta đó là nhất tiệc, thì giờ đây là đại biểu đón dâu của gia đình họ nhà trai với bước đêm là những tấm xính lễ cân chầu ăn hỏi cho đoàn trẻ đã chính thức trở về với phong mừng của gia đình trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục cùng nhau mời nước thuốc trà. Và xin toàn thể quý vị sẽ chúng ta sẽ lò một tràng phát tay thật đồng nhiệt để chúng tôi vui mừng tuyên bố chương trình Đinh Hôn buổi sáng ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Vâng, xin được cảm ơn những tràng phát tay của toàn thể quý vị đã ngợp nên khúc bật sòng để trích chú tình yêu và đôi bạn trẻ trong những vui trọng đại hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý trân trọng và kính mến, đúng thật vậy, từ lâu thì hai chữ ái ân, thế gì từ lâu thì đôi bạn trẻ họ đã thương nhau nhiều, từ lâu hai chữ tình yêu từng giờ từng phút sớm chiều thiết tha
thế rồi từ nâu thì mấy giọt mưa xa, mấy tiếng nắng soi cũng là tình chung. Từ những buổi đầu gặp gỡ nên quen, thì đôi bạn trẻ đã to nhỏ thì thầm đổi trao, hai nhà xa ngõ năm vào để rồi thương nhau, họ đã đem trong khăn hồng, ủy ban đã cấp tấm giấy hồng, là tờ công nhận vợ chồng kết duyên. Chỉ hồng xe mối nên duyên, mà chồng xe thì vợ trước cho biển trong năm. Vậy thì thưa quý vị, theo kim đồng tạo hóa vòng xoay của cuộc đời, thì trai không lấy vợ, ắt gái nấng gà chồng. Tình yêu của đôi bạn trẻ họ đã đến với nhau bằng một tình yêu chung thủy, một tình yêu trong trắng vô ngần. Để rồi họ đã về thưa với mẹ cha, hẹn ngày chung đón chung quay, chung thầy chung mẹ ghé vai chung tình, chung xây hạnh phúc gia đình, đá mòn sông cạn vẻ tình thủy chung. Đến đây thì chọn tình chọn nghĩa trăm năm, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai có ý kiến phát biểu cũng như có tấm lễ cơ chầu ăn hỏi xin chào cho gia đình họ gái trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Xin trân trọng và long trọng kính mời ông. Xin quý vị một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào đón ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai. Xin cảm ơn quý vị, xin mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng các anh, các chị của họ nhà gái. Hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà cha chúng tôi sắm sinh lễ đến làm lễ hỏi cho cháu Vũ Huy Thành. Và rất kính mong họ nhà gái lên nhận lễ và kính mong. Sau khi sinh lễ thì rất mong họ nhà trai tạo điều kiện để chúng ta bàn tiếp công việc để xây dựng hạnh phúc thăng long cho các cháu. Kính mời họ nhà gái. Cảm ơn quý vị và rồi hãy đứng phát biểu chương trình. Qua vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai, ông nói ngắn gọn nhưng nghe sao đủ tình đủ lý. Đặc biệt và với những tấm sính lễ cơ chầu ăn hỏi theo phong tục truyền thống của người Việt Nam chúng ta đã phát biểu xong thì ra đi đồng nghĩa với lời thông biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin được kính mời vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái có ý kiến phát biểu cũng như tiếp nhận cơ chầu ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng và long trọng kính mời ông. Chương trình một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào đón ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái. Alo. Kính thưa các quý vị đại biểu, tân khách kính mến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, thay mặt đại diện cho gia đình của hai cháu, thưa các bạn nam nữ thanh niên thân mến, trước khi thay mặt cho họ nhà gái có đôi lời phát biểu, cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, gửi tới toàn thể hội hôn những người có mặt trong ngày vui hôm nay lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, thật đúng là con người gốc ở đâu ra, trước là tiên tổ rồi sau tới mình. Uống nước tiếng nguồn đó là đạo lý, là thuần phong mỹ tục, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Hôm nay trong ngày cưới của hai cháu, qua sự ý kiến của vị đại biểu thay mặt cho nhà trai, về phía gia đình họ nhà gái chúng tôi nhất trí tiếp nhận lễ xin cưới và có cơ chầu xin dâu, và cũng xin được thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đã bớt chút thời giờ vàng ngọc về chung vui chúc phúc cho hai cháu hôm nay. Trước khi dừng lời, nhân dịp xuân 2021 đang tới gần, cho phép tôi được thay mặt gia đình kính chúc các quý vị, kính chúc toàn thể hội hôn mạnh khỏe, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý vị vừa rồi là ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái cũng như gói những lời chúc tốt đẹp, đặc biệt là ông đã tiếp nhận cờ chầu đánh hôn của gia đình họ nhà trai. Và giờ đây thì chúng tôi xin được kính mời hai vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai cũng như nhà gái
chúng ta sẽ lên trao và tiếp nhận cơ chầu đính hôn của gia đình họ nhà trai. Xin được chào chồng kính mời hai ông. Và sau khi hai vị đại biểu đại diện cho hai vị gia đình trao và tiếp nhận những cơ chầu và ăn hỏi xong thì xin mời các em bên bộ phận lễ tân của hai bên gia đình, những chàng trai, những cô gái, và chúng ta sẽ giúp cho hai gia đình và chúng ta sẽ di chuyển những tấm lễ cơ chầu ăn hỏi của gia đình họ trai vào phía trong nhà để một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ thắp hương thành kính gia tiên để hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây theo đạo lý của văn minh Việt Nam chúng ta.
Xin chào quà gia đình Hòa Chay đã trở về với phần mừng của gia đình Hòa Nhà Gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trở lại với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Vũ Thành và Đinh Lan. Với Vũ Thành, một chàng trai được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương phố Trương Nhị, phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo thời gian học tập, lao động và công tác đã làm quen với cô dâu Đinh Lan, một cô gái đẹp như ánh trăng rằm, thiết tha trong cuộc sống và chân thành trong tình yêu nửa đôi, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với những tháng năm, bạn hai bạn hẹn hò, để rồi đôi bạn trẻ họ đã đến với nhau bằng một tình yêu chung thủy, một tình yêu trong trắng vô ngần. Đúng thật vậy, em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha, mẹ cha sầm hỏi cho ta lấy mình. Em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Và với tình yêu chân thành đó, thì đôi bạn trẻ họ đã đến với nhau bằng một tình yêu chân thì, một tình yêu trong trắng vô ngần. Họ đã về thưa với mẹ cha, hẹn ngày chung nắng chung quay, chung thầy chung mẹ, rồi ghé vai chung tình, chung xây hạnh phúc gia đình, đá mòn, sân cạn, mẹ tình, thủy chung. Và đúng thật vậy, ngày hôm nay đây, thì nhịp cầu tình nghĩa phong thê, nhịp cầu tình đá bắc thì em về với anh, sau kia đá bắc nhịp cầu, càng giàu như nước, càng sâu tình nhà, đôi bạn đẹp bằng tình ca, nhớ lời chú bác mẹ cha dặn dò. Và rồi hôm nay, gia đình vui đón sâu hiền, thêm tình, thêm nghĩa, thêm quyền mẹ cha. Trước là vui cửa, vui nhà, sau là hạnh phúc cũng là vui riêng. Thế rồi, thay mặt cha mẹ hai bên, hãy họ phát biểu, kết niệm, nỗi vui để chọn tình, chọn nghĩa trong năm. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai có ý kiến phát biểu, cũng như có tấm lễ cơ trọng để xin dâu. Xin quý vị một trăm tay nồng nhiệt chào đón những khi phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình Hòa Nhà Trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì chú bác, các anh các chị bên Hòa Nhà Gái, sau khi đã được sự thống nhất của hai bên gia đình và được sự đồng ý của Hòa Nhà Gái, chúng tôi có cây sầu xin phép được làm lễ đón và xin dâu và đón dâu để đón cháu Lan là dâu hiền của gia đình chúng tôi về đối với đến họ Vũ, và hai cháu trăm năm hạnh phúc. Rất mong là họ nhà trai nhà gái lên tiếp nhận xin lễ và cho phép các cháu được vào
thắp hương xin phép gia tộc cũng như già gia tiên, và tôi xin một kính mời. Phát kính thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình Hòa Nhà Trai với những ý kiến phát biểu cũng như có tấm chính đế cơ trầu để xin dâu. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, vâng, các cụ nhà ta có một câu rằng là chim kia thì ai dễ đếm nông, mà thương con thì ai kể công lao tháng ngày. Trải qua những năm tháng dài, mong cho con cháu chúng ta khôn lớn rồi trưởng thành, để rồi ngày hôm nay đây thì Vũ Thành và Linh Lan hai em sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới, một cuộc đời đầy hạnh phúc và tương lai. Vâng, đồng nghĩa với lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình Hòa Nhà Trai với những tấm xính lễ cơ trầu xin dâu, thì giờ đây chúng tôi xin được kính mời vị đại biểu đại diện gia đình Hòa Nhà Gái có ý kiến phát biểu cũng như tiếp nhận cơ trầu xin dâu qua gia đình Hòa Nhà Trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Chúc quý vị một tràng vỗ tay thật đồng nghiệp ạ. Alo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị kính mến, kính thưa toàn thể hội hương kính mến, qua lời phát biểu của vị thay mặt cho Hòa Nhà Trai về phía gia đình Hòa Nhà Gái, chúng tôi nhất trí tiếp nhận cơ trầu xin dâu của Hòa Nhà Trai, và cũng thay mặt gia đình xin được kính mời các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà uống nước, hút thuốc và cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu ạ. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn quý vị vừa rồi là ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình Hòa Nhà Gái, cũng như ông đã tiếp nhận cơ trầu xin dâu của gia đình Hòa Nhà Trai. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là hôm nay đây thì sum họp chúc may, mà tình trong một khắc thì nghĩa dài trăm năm. Hôm nay đây kết tình thông xa, tình sâu như nước Hồng Hà Kiều Long. Giờ đây xin mời hai mẹ của hai bên gia đình chúng ta sẽ lên trao và tiếp nhận cơ trầu xin dâu và gia đình Hòa Trai trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị đại biểu quan viên hai họ trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai mẹ ạ. Để chúc quý vị tham gia vào hai bên gia đình ngày một bền chặt kia sơn. Xin được cảm ơn quý vị và thậm chí gửi cơ trầu xin dâu với hai người mẹ của hai bên gia đình đã trao và tiếp nhận. Giờ này xin mời vị đại biểu đại diện gia đình sẽ di chuyển và xin dâu và gia đình trai vào phía dòng thờ gia tiên, thắp hương thành kính gia tiên. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu các quý trân trọng và kính mến, truyền thuyết tình yêu một trang sử thật dày, thật đậm từ ngàn đời xưa đã để lại cho chúng ta rằng là trầu với cau khi đã thêm vôi thì thấm đỏ, mà tình yêu của đôi bạn trẻ Vũ Thành Linh Lan đã tô thêm thắm cuộc đời. Tình yêu của hai em đã đẹp như những bông hoa bơ năng nở trên núi, hạnh phúc như những đôi chim cơ rau sống trên rừng tây nguyên, mà lại mặn mà như muối trắng biển đông mà không bao giờ phai nhạt. Tình yêu ấy được trải qua bao ngày nắng hạ đến những buổi mưa đông, cho đến hôm nay khi đứa tuổi đã trưởng thành, trái yêu thương đã chín, ngày vui trọn vẹn đầy đường, tình chung thì ôm ấp tình duyên, mà bài ca hạnh phúc thì còn đẹp hơn xuân về. Tới đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục mời nước thức trà, và xin mời chú rể Vũ Thành với bó hoa tươi thắm nhất cuộc đời sẽ vào trao hoa và đón nàng dâu mới. Chúc quý vị một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, chúc mừng hạnh phúc trong năm cho họ. Xin mời mẹ cùng vào với trưởng đoàn và gia đình nhà trai sẽ cũng trở vào trong nhà để dẫn dâu và thắp hương để kính gia tiên. Xin gia đình nhà gái đón nàng dâu mới về tổ đại lễ được hôn cho hai bên trong buổi ngày hôm nay. Xin được trân trọng và mời chào đón kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình đồng sâu sâu, con người chúng ta nhất thế từ năm, đó là do tổ tiên ông bà chúng ta hôn chồng. Và sau khi bà hai em đã thắp hương để rất đơn giản, xin mời hai em và sẽ trở về sân khấu để chúng ta sẽ tiếp tục vào chương trình lễ hội của sáng nay. Sau đó chúng ta sẽ dành một cái cú chào thay cho lời chào lời cảm ơn chân thành với sự hiện diện của toàn thể quý vị đó mà. Vâng, sau khi hai em sẽ dành cho quý vị một cái cú chào thì xin quý vị chúng ta sẽ dò một tràng pháo tay thật dày thật đồng nhiệt để chúc mừng ngày phút chào. Và xin mời hai em Vũ Thành và Lina sẽ dành một cái cú chào nào, xin quý vị một tràng pháo tay nào. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý trân trọng và quý mến, xin mời hai em xin ngồi xuống. Thưa quý vị, có một nhạc sĩ nổi tiếng đã viết nên rằng là nhớ khi xưa còn bé, em thì là gái mà anh thì là trai, và hôm nay đây thì khôn lớn trưởng thành rồi, nhà em có một dàn trầu, nhà anh cũng có hàng cao xanh trước ngà, rồi ngày ngày vất vả anh trèo hái để chọn được quả cao tươi, còn em khéo tay ra vườn hái lá chầu thắm để mình kết xuân vợ chồng. Hẹn ngày chung bóng chung quay, chung thầy chung mẹ ghé vai chung tình, chung xây hạnh phúc gia đình, đá mòn sông cạn mẹ tình thủy chung. Và giờ đây thuê là bạn trẻ đã ngồi với nhau trong tình nghĩa vợ chồng, xin chúc cho hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trở về với chương trình lễ vô quy của đôi bạn trẻ trong ngày vui trọng đại hôm nay, thì không những có lời phát biểu chân tình, những lời chúc tốt đẹp, và giờ đây thì còn có những món quà ý nghĩa dành tặng cho đôi bạn trẻ trước khi hai em chính thức bước vào một cuộc sống mới, một cuộc đời đầy hạnh phúc và tương lai. Giờ đây xin mời Vũ Thành và Đinh Lan, hai em sẽ đứng lên để chúng ta sẽ đón nhận những món quà tặng phẩm ý nghĩa dành tặng cho hai em trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên dành tặng cho đôi bạn trẻ Vũ Thừa Thành và Đinh Lan, xin mời món quà của mẹ, của mẹ cô dâu Đinh Lan, và món quà ý nghĩa dành tặng cho hai con của mình trước khi hai con của mình bước vào một cuộc sống mới, một cuộc đời đầy hạnh phúc và tương lai. Xin kính mời món quà ý nghĩa của mẹ. Thể lên hướng đất trời mà như mẹ như nước sáng gửi biển đông, núi cao biển rộng mênh mông mà con cha nghĩa mẹ trong lòng của bà trẻ khắc ghi, với món quà ý nghĩa dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui trọng đại hôm nay, với lời nhắn nhủ của mẹ rằng trong cuộc sống hai con hãy gắn kết tình cảm giữa ông bà bố mẹ anh chị em trong gia đình như những mắt xích của tình yêu sáng lấp lánh bên nhau. Một món quà ý nghĩa với lời nhắn nhủ và quả mẹ dành cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Xin mời ông kính chuyên nghiệp sẽ dâng cao ống kính của mình lên để chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để đăng tải những trang mạng Zoomi cũng như Facebook để đôi bạn trẻ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày vui hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn món quà ý nghĩa quả mẹ dành tặng cho hai con. Tiếp theo là một món quà ý nghĩa của một người bác của làng Sao Đinh Lan đã vượt hơn 2.000 km trở về để chung vui với niềm vui hạnh phúc trong năm của hai cháu. Đặc biệt hôm nay bác cũng có món quà ý nghĩa dành tặng cho hai cháu của mình, đó là ý nghĩa món quà ý nghĩa của bác Đài sẽ trở về để sân khấu để tặng quà cho hai cháu của mình. Xin mời món quà ý nghĩa của hai bác Đài. Vâng, quả ý nghĩa đong đầy tình cảm của gia đình dành tặng cho đôi bạn trẻ trước khi
hai em bước vào một cuộc sống mới, một cuộc đời đầy hạnh phúc và tương lai. Vâng, xin được cảm ơn món quà ý nghĩa của hai bác này. Và tiếp theo là món quà ý nghĩa của em Sơn, em gái của cô dâu Đinh Lan. Và món quà ý nghĩa với lời nhắn nhủ của em Sơn rằng trong cuộc sống, hai chị của mình hãy lấy chữ lớn làm đầu để hạnh phúc bền lâu và tương lai người sáng. Xin cảm ơn món quà ý nghĩa của em Xuân. Và giờ đây thì xin mời đại gia đình của cô dâu Đinh Lan sẽ ra trước sân khấu để chụp chung với hai con với các cháu của mình một tấm ảnh lưu niệm trong ngày vui trọng đại hôm nay. Sau khi một tấm hình đại gia đình xong thì xin mời tất cả các anh, các chị, các bác, chúng ta có nhu cầu chụp chung với đứa trẻ, chúng ta sẽ tiếp tục trở về để chụp chung với hai con, hai cháu của mình một tấm hình đẹp nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời đại gia đình người ngoài của cô dâu Đinh Lan, chúng ta sẽ trở về sân khấu chụp chung với hai con, hai cháu của mình. Xin mời đối với ý nghĩa của đoàn thanh niên xung quanh sẽ đại diện trao quà cho hai bạn. Và
những cái phần trẻ trong buổi sáng này đúng không ạ? Vâng, nếu mà nhu cầu chụp chung tiếp thì chúng ta sẽ trở về sân khấu để tranh thủ chụp cho ạ. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi xin được xin mời tập thể quý vị ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục trở về sân khấu để chụp chung với những bạn trẻ một bức ảnh đẹp nhất trong hôm nay. Sẽ ngồi xuống bàn dinh dưỡng của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là hôm nay đây thì gia đình chúng tôi có thuốc lá thơm, càng hút càng thơm, mà nước trà xanh thì càng uống càng thêm ngọt ngào. Bởi hôm chúng ta sẽ cùng chúc cho đôi bạn trẻ có một lòng đoàn kết, thương nhau dày thì hiểu hết lòng nhau. Và Đức Trung xin được thay lời cho toàn thể quý vị đại biểu anh chị và các bạn có trong phong bình buổi sáng sớm ngày hôm nay, xin được chúc cho hai bên gia đình, hai dòng họ kể từ ngày hôm nay sẽ có một nàng dâu hiền, một chàng rể thảo, trai trung chính, gái chính trên, trai đảm việc nước, gái đảm việc nhà, trai thương vợ thì hăng say công tác, mà gái thương chồng thì trung hậu đảm đang, hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc vẹn tình ta. Và xin chúc cho đôi bạn trẻ luôn vui trong tuổi trẻ, khỏe trong tuổi già, đậm đà trong lý tưởng và trưởng thành trong tương lai. Và kính thưa toàn thể quý vị, đúng là trong năm chỉ tròn được có một tháng chỉ tròn được có một ngày, và một ngày chỉ tròn được có một giờ duy nhất. Đó là giờ mà đoàn đại biểu đón đưa dâu quà sông thơ đai họ sẽ chính thức lên đường trở về với phong bình quà gia đình họ nhà trai, chính thức tổ chức đại lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Vũ Thành và Đinh Nam trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng tôi xin được trân trọng được kính mời tới quý vị đại biểu, các cụ cô các bà, các bậc cha chú bác anh chị, các bạn trẻ đã được gia đình ủy quyền trong đại biểu đưa ra, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại hành trang và trang điểm, và chúng ta sẽ chuẩn bị nhập đoàn với gia đình nhỏ trai, chính thức thành lập đại biểu đưa ra, đưa làn dâu về với vợ chồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và với danh sách mà ban tổ chức đã thông báo thì xin mời quý vị đã được gia đình ủy quyền, chúng ta sẽ lưu ý cho, và chúng ta sẽ chính thức thành lập đại biểu đưa dâu của gia đình chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ở gia đình thì đã tới giờ đẹp, giờ thi nông hoàng đạo, giờ mà đoàn đại biểu đón đưa dâu và sư thân anh họ sẽ chính thức ra về, trở về với phong bình của gia đình họ nhà trai, chính thức tổ chức đại lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Vũ Thành và Linh Lan trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin được thay lời cho gia đình xin được cảm ơn với sự hiện diện đủ đầy và toàn thể quý vị đại biểu khách quý của các cụ các bà, các vợ con gì chúc các cờ thay các chị các bạn đã với chúng tôi ra về ngọc và tình cảm yêu mến đã cùng nhau trở về với phong bình của gia đình để cùng người hút thuốc trà tham dự chương trình lễ hôn quy và đôi bạn trẻ Linh Lan Vũ Thành. Sau đây ban tổ chức tôi xin được vui mừng tuyên bố chương trình lễ hôn quy đã được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và cảm ơn quý vị rất là nhiều, và xin được chúc cho các đại biểu đón đưa dâu và song thân hai họ ra về mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và thương lộ bình an. Chúc cho chương trình đại lễ thành công của đôi bạn trẻ Vũ Thành và Linh Lan được thành công rực rỡ. Khi đã cưỡi về trên đường quê, bỏ dấu đôi má hồng về nhà chồng, ôm tay ra pháo rơi đầy đường, quê tôi say lại vui trong lòng.
quay quay. Cho nó tốt, hỗ trợ
Hãy ngồi vào làm tiểu ảnh đi rồi. Người nào kéo luôn đấy sao? Anh đi đây nè. Hai ba nè. Rồi. Rồi ok. Mấy chiếc làm bằng nhà
Mẹ của cô dâu ạ, xin được trân trọng kính mời ông bà hãy cùng bước lên sân khấu.